Chào mừng các bạn đã đến với 1 phút Bitcoin, chương trình cập nhật về tình hình giá của Bitcoin và thị trường crypto lúc 9 giờ sáng hàng ngày. Tại thời điểm tổng hợp thông tin, Bitcoin đang đặt quanh vùng 22.600 đô. Có thể thấy, Bitcoin đã ghi nhận 7 cây nến đỏ liên tiếp trên biểu đồ khung ngày. Trên biểu đồ khung H1, Bitcoin vẫn đang nằm trên kênh giảm giá ngắn hạn. Và ngày hôm qua, sau khi phá qua mốc 22.700 đô, thì mốc thấp nhất trong ngày được ghi nhận của Bitcoin là 22.400 đô. Hiện tại, Bitcoin vẫn đang được giao dịch trong vùng giá mà chúng tôi đã nhận định trong ngắn hạn của Bitcoin ở video ngày 2 tháng 8. Vào ngày 2 tháng 8, chúng tôi kỳ vọng trong ngắn hạn, Bitcoin sẽ có một nhịp điều chỉnh về quanh vùng 22.600 đến 22.200 đô. Các bạn hãy theo dõi thêm video ngày 2 tháng 8 của chúng tôi với link đang hiển thị ở góc phải màn hình để kiểm chứng thông tin. Với các dữ liệu hiện tại, chúng tôi kỳ vọng Bitcoin trong ngắn hạn sẽ tiếp tục hồi nhẹ lên quanh vùng 22.700 đến 22.800 đô và có khả năng giá sẽ tiếp tục đi ngang đến hết tuần. Tuy nhiên, nếu vùng giá ngắn hạn 22.600 đến 22.200 đô mà chúng tôi đã nhận định vào ngày 2 tháng 8 tiếp tục bị phá vỡ, thì việc Bitcoin tìm về vùng 21.600 đến 21.200 đô là hoàn toàn có thể xảy ra. Các bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định ở thời điểm nhạy cảm này. Về dài hạn, 17.000 đô vẫn là vùng giá mà chúng tôi kỳ vọng Bitcoin sẽ giảm về. Tổng vốn hóa toàn thị trường vẫn đang ở quanh mốc 1.030 tỷ đô, vẫn chưa có gì thay đổi so với ngày hôm qua. Volume giao dịch trong 24 giờ đạt gần 60 tỷ đô. Chỉ số tham lam sợ hãi vẫn đang ở quanh 31 điểm. Chỉ số Bitcoin Dominance tiếp tục giảm nhẹ trở lại, đạt quanh mốc 41,67. Các altcoin low cap tiếp tục có cơ hội được hồi phục trở lại. Trong vòng 24 giờ vừa qua, có tổng cộng 105 triệu đô bị thanh lý từ các lệnh long short, trong đó có 76% nghiêng về các lệnh long. Các bạn hãy đón xem chương trình tổng quan thị trường crypto lúc 19 giờ mỗi tối trên Skyverse TV để nắm thêm nhiều thông tin hot và nhận định chỉ số thị trường crypto mỗi ngày.